nhiều người đang chơi trên những nhà Việt Nam chúng tôi đấy, cũng chưa thi đậu nhà này. Nếu mà nếu mà ngoài là tình cảm thứ nhất là màu đẹp hơn là cái đó là chắc chắn. Thứ hai là mình mua về cái giọng của con chim nhập đấy, nó sẽ khác cái giọng của con chim sinh sản Việt Nam. Vì chim nhập kia về có cái con hát nó rất hay, ở trại có nuôi gì nuôi nó giọng rất hay luôn. Tôi mua 10 con chim ra về thì 10 con giọng khác nhau. Đấy mà chim mua Việt Nam mình nó chỉ hót một giọng. À, cái như đó nó cho tập giọng. Nó nghe cái mục cho tập giọng. Nhưng mà mua ở nước ngoài về là mỗi con một kiểu, mỗi con một giọng, giọng hay hơn nhiều luôn. Nhưng mà nước ngoài là hàng nước tên, Còn đấy thôi, cặp nó nào là cái tìm thở. Thôi, có con tìm thở xanh, nó hay lắm, nhưng mà chết rồi. Rủi đến Thái, cũng chưa hết rồi, nhưng mà không muốn. Có nghĩa là tôi ghét, tôi to ghét Thái, bình thường đang có hay, tôi muốn lấy